Thưa quý vị và các bạn, cam đường hay còn gọi là cam canh là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn lại phải chặt bỏ những diện tích cam có tuổi đời từ 5 năm đến cả chục năm tuổi để trồng lại hoặc thay thế cây trồng khác. Nhiều hộ dân cũng đang rơi vào cảnh khốn đốn khi đầu tư loại cây trồng này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Phải chặt bỏ hơn 100 gốc trong tổng số hơn 500 gốc cam canh có tuổi đời 5 năm. Gia đình ông Lê Văn Sinh ở thôn Đồng Mía, xã Thân Mộc, huyện Lục Ngạn không khỏi xót xa. Để có được vườn cam như hiện nay, số vốn ban đầu bỏ ra lên tới 700 triệu đồng. Đó là chưa kể hàng năm phải đầu tư hàng trăm triệu đồng cho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên nhân theo ông Sinh là vườn cam chỉ có hiệu quả trong năm đầu tiên. Những năm còn lại chỉ thu được vài chục triệu đồng. Tôi 5 năm được thu năm đầu, thì năm thứ hai thì chặt gần hết một nửa. Năm thứ ba thì bón chẳng lên mà chẳng thu được, hỏng hết, càng bón càng lụi, xoăn lá. Thu nhập không được thì phải chặt. Tân Mộc không chỉ là thủ phủ cam, mà còn là địa phương đi đầu trong chuyển đổi từ một số cây trồng khác sang trồng cam của huyện Lục Ngạn. Thế nhưng trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều diện tích cam của địa phương này đã phải chặt bỏ. Địa bàn Tân Mộc này là trồng cây cam là tỷ lệ rất cao, phá vải trồng cam. Đấy, 5-6 năm nay. Thế nhưng sau 3 năm nay là tôi thấy là cái tỷ lệ cam nó bị hỏng quá nhiều. Hỏng nhiều là có, theo tôi nghĩ là có một vài cái lý do. Cái lý do thứ nhất là cái kinh nghiệm của dân là làm là không đi sâu vào. Cái kinh nghiệm chưa đến nơi chốn. Thế cái thứ hai nữa là nó hỏng là vì các vị chăm sóc cũng không cứ chăm sóc cái kiểu là tự phát mà cũng không học hỏi, không tìm hiểu. Không chỉ xảy ra trên địa bàn xã Tân Mộc, ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tình trạng chặt bỏ cam đường cũng diễn ra khá phổ biến. Thậm chí có hộ chặt bỏ gần hết để thay thế loại cây trồng khác. Vườn cam mình trồng được khoảng trên dưới 10 năm rồi. Nhưng mà cách đây tầm 3 năm về đây là cây nó bị bệnh, nó hỏng nhiều, thu nhập kém. Tôi đang tính chặt bỏ bớt những cây hỏng đi để mình xen cây vải thiều vào. Thế hiện nay thì đã nhân diện tích chặt bỏ đã như nào rồi? Chắc là cũng phải tầm khoảng 500-600 cây đấy. Xót của và kỳ vọng sẽ gỡ được phần nào. Sau khi chặt bỏ cây cam cũ, gia đình ông Sinh và nhiều hộ dân cũng đã trồng cây cam mới thay thế, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Đã bao năm nay, việc trồng rồi lại chặt đã không còn là chuyện lạ đối với bà con nông dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Thế nhưng câu chuyện này chưa biết bao giờ mới có hồi kết để những người nông dân như ông Sinh không phải khốn đốn với nghịch cảnh này, không còn nỗi lo nợ nần trồng chất và để sản xuất nông nghiệp được bền vững. Vì sao nhiều diện tích cam đường lại bị chặt bỏ? Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn lý giải ra sao về tình trạng này? Những giải pháp nào để địa phương nâng cao tính bền vững trong sản xuất cam đường và những loại cây trồng khác sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong chương trình thời sự tiếp theo.